Bạn sẽ làm gì nếu một ngày khi chuyển đến nhà mới tìm thấy một cuốn sách kèm với lời nhắn đừng đọc? Tôi sẽ cất nó vào nguyên chỗ cũ, không quan tâm đến nó nữa. Hết phim. Còn mà có vẻ nhân vật chính ngày hôm nay không cùng tư tưởng với tôi. Đây là Jared, mới cùng mẹ và anh chị chuyển nhà từ New York về quê. Tất nhiên là vào một căn nhà không có gì mờ ám giữa khu rừng. Chưa kể là còn vào giữa đêm hôm. Ngoài mẹ ra thì có vẻ ba chị em, nhất là Jared, đéo hào hứng lắm với sự thay đổi này. Nhưng mà mẹ là người chỉ đạo nên là chịu thì chịu, không chịu thì chịu. Căn nhà trông như chục năm nay không có ai ở. Nhìn ra hàng cây trông cứ như tí nữa đặt villa sẽ nhảy sổ ra cắn. Vào nhà, Jared nói chuyện với anh sinh đôi của mình Simon. Bố mẹ của cả ba mới ly dị. Và Jared thì không thoải mái khi sống với mẹ lắm. Chú vẫn nghĩ chỉ cần thu xếp xong công việc, ông sẽ đến đón chú và Simon về với mình. Simon thì không lạc quan đến thế. Hai anh em chú phát hiện ra một cánh cửa sổ trong nhà được rắc muối. Anh Simon kể với Jared rằng ngôi nhà này là của gia đình Spiderwick, họ hàng xa của ba anh em. Cô bé trong ảnh chính là bà họ của cả bọn, bị đưa đến viện tâm thần cách đây không lâu do cứ thao thao bất tuyệt về việc bố bà cụ bị tiểu tiên bắt cóc. Đừng mà đây là red flag cuối cùng rồi đấy, dọn đi nhanh nào. Đấy, đến Jared cũng phải đồng ý với điều đó. Nhưng mà chẳng có ai đi đâu cả. Bốn mẹ con quây quần, mẹ đánh mất chìa khóa xe. Đi tìm thì phát hiện ra vì một lý do quái gở nào đấy, căn bếp chữ toàn mật ong và sốt cà chua. Đang chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn thì bà chị Mallory đến chất vấn Jared. Chị không tìm thấy cái huy chương đấu kiếm của mình đâu. Và ở cái nhà này nếu có thì chỉ có Jared là thằng giấu. Tất nhiên là Jared chối, vì cậu có làm đếch đâu. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, bố gọi điện sang hỏi thăm bốn mẹ con. Jared háo hức hỏi bố rằng bao giờ ông mới đến đón hai anh em đi. Chỉ nhận được sự lảng tránh của bố. Cậu đổ lỗi cho mẹ rằng mẹ dọa bố thế nào nên giờ ông không muốn đến nữa. Mẹ buồn rầu lên nhà đi ngủ, bỏ lại ba chị em lọ mọ dưới nhà. Chọc thế nào lại vỡ mất một mảng tường, để lộ ra một chiếc thang máy chạy bằng cơm, dùng để chuyển đồ ăn từ tầng này qua tầng khác. Bên trong thang là đủ thứ linh tinh, kể cả chìa khóa xe của mẹ lẫn huân chương của chị cả. Chị liền nghi là Jared ăn cắp rồi giấu vào đây. Nhưng tư duy tí đi nào chị, làm sao mà thằng Jared có thể lấy đồ của mọi người để giấu vào đây, rồi lát tường sơn lại trông như thật trong chưa đầy một buổi. Thôi chuyển nhà đi làm ơn. Jared hậm hực dọn hết mấy mảng tường vỡ và mấy thứ linh tinh, phát hiện ra một chiếc chìa khóa có hình chữ S. Liệu đây có phải là nhà cũ của siêu nhân không? Cậu ngồi vào chiếc thang máy rồi kéo dây đi lên căn gác mái bụi bặm mà không ai biết là tồn tại. Chiếc chìa khóa ban nãy Jared tìm được có thể mở một chiếc dương. Trong dương là một quyển sách, ngoài quyển sách có kẹp một lời nhắn. Cơ mà đen cái chưa kịp đọc thì một tiếng động lạ vang lên. Trên chiếc bàn bụi bặm đằng kia đột nhiên hiện lên một dòng chữ bảo Jared chim cút. Tất nhiên là Jared cút thật. Cậu chạy xuống nhà đánh thức Simon. Simon đang ngái ngủ nên cậu không quan tâm. Jared trở lại giường, mở lời nhắn lên đọc. Lời nhắn bảo đừng có mở sách ra đọc, nhưng Jared đếch nghe. Cậu bóc siêu, một cảm giác lạ truyền sang Jared. Bên trong quyển sách có đề tên Cẩm nang đến với thế giới diệu kỳ quanh bạn, do Arthur Spiderwick chắp bút. Nghe không có được lành mạnh cho lắm, nhưng mà Jared đang ở độ tuổi tò mò nên cậu chui vào trong hòm để đọc. Trong sách chẳng có siêu mẫu nội y nào, chỉ có thông tin và hướng dẫn của ông già về hết yêu tinh đến quái vật. Trong đó nhấn mạnh việc không được cho con chằn tinh tên là Mugarat biết bất cứ thứ gì được viết trong sách. Đang say mê với quyển sách thì cả Simon lẫn Jared đều nghe thấy tiếng chị cả la hét thất thanh. Chị Mallory bị cái đéo gì đấy buộc hết tóc lên thành đầu giường, và tất nhiên là chị đổ lỗi cho Jared. Ít nhất thì lần này Simon làm nhân chứng chứng minh Jared vô tội. Sáng hôm sau, khi Mallory đang lấy Simon ra làm bị thịt để tập đấu kiếm, Jared bê nguyên quyển sách ra khoe. Chú bé bước qua vòng tròn nấm quanh nhà, bảo với hai người kia rằng có một con gia tinh đang ở trong, biến thành ma sói hành cả nhà vì Mallory là người phá ổ của nó. Tất nhiên là đéo ai tin, nên một mình Jared phải tự tay xử lý. Lên gác mái giảng hòa với gia đình, con gia tinh hiện nguyên hình, trông như bố của chuột Mickey, ngồi ăn bánh ngon lành. Sau một hồi nói chuyện, con gia tinh biết cậu đã đọc quyển cẩm nang thì hóa rồ, phải đút thêm bánh mới nguôi giận. Hóa ra đây chính là thủ phạm của những rắc rối mà mọi người đổ lên cho Jared. Con gia tinh bảo với Jared rằng chính ông cụ tác giả cuốn sách đã nhờ cậy nó cất giấu cuốn sách cẩn thận, nhưng giờ thì hỏng hết bánh kẹo. Jared tìm thấy sách là có đọc hết từ đầu đến cuối, thì việc sáng nay chú bé mang sách ra khỏi vòng tròn cũng là tận cùng của sự ngu dốt. Gia tinh bảo Jared nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một thế lực vô hình nào đó túm lấy Simon kéo đi, cơ mà không có mắt kiểm soát thì sao biết đấy là cái gì. Thế là nó lại đưa cho Jared một viên đá có lỗ để cậu đưa mắt qua nó, nhờ đó có tầm nhìn chuẩn lên các sinh vật thần bí. Simon bị bắt đi nên Jared phải chạy bổ đi tìm. Cậu mò đến một cái trại tạm bợ, toàn những sinh vật nhìn rất là vơ lơ. Simon thì bị nhét vào lồng treo lên cây. Jared quay lại, vướng vào một cái lồng sắt chứa con quỷ lùn cuồng thịt chim. Nhìn thì chả khác gì con lợn. Con quỷ lùn bảo Jared rằng mình đang tìm cách để giết Mungarat, báo thù diệt tộc. Nhưng nhìn trông thứ này có đủ thông minh để làm thế không? Jared mở lồng cho quỷ lùn chạy ra, nhờ nó giúp cứu Simon, nhưng chỉ bị nó nhổ nước bọt vào mặt. Má, nó thứ sinh vật vô ơn. Đùa đấy. Thực ra thì nước bọt của quỷ lùn này giúp Jared nhìn thấy những sinh vật kỳ bí mà không cần chơi đớ. Cậu chạy đi cứu Simon, nhưng chưa kịp phá lồng thì Simon đã bị hạ xuống mặt đất. Một ông già tóc bạc xuất hiện, bắt Simon về nhà tìm sách về cho lão. Khi Simon đi khỏi, lão chằn tinh già hiện nguyên hình, dặn lũ yêu tinh theo Simon để bắt Jared. Có được quyển sách thì luộc cả bọn. Simon đi về nhà, bị Jared chặn đầu. Simon đòi nộp quyển sách cho Mungarat để yên thân, nhưng tất nhiên là Jared không nghĩ thế. Hai thằng bé giằng co, làm lũ yêu tinh cu li thấy quyển sách đuổi hai anh em về nhà. Sau một hồi giằng co thì Simon bị cắn, nhưng may là hai đứa cũng về lại được vòng tròn. Hai anh em tạm an toàn thì lại đến lượt Mallory tự đi vào vòng nguy hiểm.
Jared và Simon gào khản cổ gọi cô về nhà, nhưng mà Mallory gạt đi. Thế là đám yêu tinh quay vào tấn công cô bé, chật vật mãi mới thoát được. Ba chị em vào nhà. Còn lũ mặt giặc kia giờ bâu đầy quanh vòng tròn bảo vệ. Jared giải thích tình hình, thì Mallory cũng đòi giao quyển sách cho Moon Garage. Tất nhiên là Jared không chịu, và đương nhiên là con gia tinh thì càng không. Nó giải thích với ba chị em, nếu lão chàng tinh có được quyển sách thì tất cả mọi người sẽ cùng đi bán muối. Simon nảy ra một ý tưởng, hay đốt mẹ luôn đi. Nhưng hỡi ôi, quyển cẩm nang lại được bảo vệ bằng bùa chú, không đốt được. Sau khi họp bàn chiến lược, ba chị em quyết định sẽ đi gặp chủ nhà. Giờ bà cụ đang ở trong viện tâm thần trong thị trấn. Nhưng mà đến đó thế nào được, khi mà bước hai bước ra khỏi vòng tròn thì cả lũ sẽ bị xé xác. Simon tìm thấy bản đồ về một đường hầm bí mật dẫn thẳng đến nơi, kèm theo đó là một chiếc kính có thể gắn hòn đá thấu thị vào cho chị, không cần phải cầm tay nữa. Simon ra cửa chính đánh lạc hướng, còn hai chị em Mallory và Jared luồn ra phía sau nhà, vào nhà kho rồi leo xuống đường hầm bí mật. Tất nhiên là họ vẫn bị đám yêu tinh truy đuổi, nhưng may phước là vẫn tìm được đến chỗ cụ bà. Ở nhà, Simon theo sự chỉ dẫn của gia tinh chuẩn bị vũ khí và những túi sốt cà chua pha muối, vì hai thứ đó có khả năng tiêu diệt bọn yêu tinh. Tại viện tâm thần, Jared show bà cụ cuốn sách. Bà giải thích rằng bố bà, tác giả của cuốn sách, đã làm một việc hết sức thiếu EQ, viết ra hết tất cả bí mật ông nghiên cứu từ các sinh vật thần bí vào chung một cuốn sách. Nếu những kẻ như Moon Garage vớ được nó thì chuyện sẽ xảy ra y như con gia tinh vẫn nói. Bản thân bà cũng bị bọn yêu tinh tấn công, nhưng tất nhiên là không ai tin bà, nên giờ bà cụ phải ở trong viện tâm thần. Giờ ba đứa sẽ phải tìm Arthur Spiderwick, hỏi ông xem phá hủy cuốn sách như nào. Nhưng ông cụ đang ở đâu? Vì ông đã biết quá nhiều nên Arthur đã bị tiểu tiên bắt đi, giữ ở một địa điểm bí mật để Moon Garage không thể moi móc được gì từ ông. Giờ thì Jared mang quyển sách ra ngoài, làm cả nhà rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng có một điều mà bà cụ chưa giải thích với hai đứa bé, là đến cả bà cũng 80 tuổi rồi thì bố bà sống thế đếch nào được nữa. Cơ mà không sao, sống với tiểu tiên thì có lẽ là không chết được. Đang nói chuyện dở thì con yêu tinh to nhất phá qua mẹ nó cửa sổ, giằng được mấy trang sách từ tay ba bà cháu. Tiếng động lớn làm y tá phải vào phòng. Thấy bà cụ đang hoảng loạn cạnh hai đứa trẻ, thậm chí đứa lớn còn đang cầm kiếm. Tất nhiên là hai đứa bị giao cho phụ huynh đưa về nhà. Lũ yêu tinh đã mang những trang sách cướp được về cho lão chằn tinh. Và đen đủi thế nào, có một trang nói về cách phá giải vòng tròn bảo vệ. Con quỷ lùn trốn trên cây nghe lỏm được điều đó, chạy về báo với đám trẻ. Trên đường ba mẹ con lái xe về nhà, một cuộc tranh cãi nổ ra. Jared đổ lỗi cho mẹ rằng vì bà lúc nào cũng không chịu lắng nghe nên bố mới bỏ đi. Trong nhà, Simon đã cùng gia tinh làm ra một bàn đầy những túi sốt cà chua. Giờ thì con quỷ lùn mới tìm đến nơi, báo rằng lũ yêu tinh rút đi thế này là để chuẩn bị đồ phá giải vòng tròn bảo hộ ngay khi trăng lên. Thế nên bọn trẻ phải nhanh cái chân lên. Nó nhổ nước bọt vào mắt hai đứa còn lại. Trong khi Jared quay đi gọi bố đến đón mấy đứa đi, Mallory và Simon đành phải nói ra sự thật với Jared. Bố mẹ ba đứa ly dị không phải là do mẹ đã làm gì sai, mà là do bố đã có người đàn bà khác, nên ông sẽ không về đây cứu chúng nó nữa đâu. Mấy đứa cần phải nghĩ kế hoạch nhanh lên. Jared tìm trong cuốn sách, biết được rằng ngày xưa Arthur có nuôi một con điển sư, nên gọi nó đến đưa ba chị em đi gặp ông cụ. Arthur thoạt đầu không muốn phá hủy quyển sách, nhưng sau khi Jared kể lại 80 năm qua con gái ông đã sống khổ sở thế nào thì Arthur đồng ý. Cơ mà cái khó ló cái eo, thứ mà Jared mang theo không phải là cuốn cẩm nang. Cuốn thật đã bị gia tinh đánh cháo để chú bé không mang nó ra khỏi vòng tròn nữa, nhưng vòng tròn sắp bị hóa giải rồi còn đâu. Jared phải về đó trước khi quá muộn, vì Jared cũng đã biết quá nhiều như ông, nên ông cụ phải đánh lạc hướng đám tiểu tiên thì ba chị em mới trốn đi được. Ba đứa trẻ về kịp lúc mẹ về, đưa bà vào nhà và chuẩn bị chiến đấu. Đầu tiên thì mẹ vẫn nghĩ Jared đang bốc phét, nhưng sau khi gia tinh hiện hình thông báo và Jared đưa cho mẹ hòn đá thấu thị để nhìn ra cửa, thì bà đành phải chấp nhận rằng đây là sự thật. Cả bốn mẹ con đổ nốt chỗ sốt cà chua còn lại vào trong bình xịt, rắc muối lên cửa. Lũ yêu tinh không thể nào mở cửa vì muối, nên đành chui xuống sàn nhà mà đánh lên, leo lên mái nhà và đánh xuống. Một cuộc hỗn chiến nổ ra, thậm chí là cả Moon Garage cũng đến tấn công. Bốn mẹ con chạy vào bếp tạo ra một cái bẫy, lùa bọn yêu tinh vào, rồi kích cho cái bẫy nổ tung. Sốt cà chua bắn ra khắp nơi, làm lũ tấn công tan chảy. Có vẻ là nguy hiểm đã qua đi, cả bốn người chạy ra cửa thì hóa ra là bố đã về đến đây. Có lẽ ông đã nghe được lời nhắn của Jared. Jared định giải thích cho bố bằng quyển sách thì chưa gì đã thấy mắt bố sáng lên. Jared hỏi bố xem 550 chia đôi bằng bao nhiêu. Bố trả lời là 275. Thế là Jared cầm dao xiên luôn, bởi vì bố cậu vót giờ. Câu trả lời của ông đúng ra phải là 225. Đây chắc chắn là Moon Garage cả trang. Lão chằn tinh già hiện nguyên hình, tấn công bốn mẹ con. Jared dùng chiếc thang máy leo lên gác mái, bị Moon Garage hóa thành mãng xà truy đuổi, suýt bắt được chú bé nếu không có gia tinh cản đường. Cậu leo lên mái nhà, giằng co với Moon Garage. Jared ngã, phải bám vào dây trên mái, biến thành chim đi bắt. Xui rủi thế nào lại bay đúng tầm mồm của con quỷ lùn, làm nó bị vặt đầu ăn thịt luôn. Thế là lão chằn tinh hung ác đã bị tiêu diệt một cách không thể nào lãng xẹt hơn. Bốn mẹ con ôm nhau vui sướng. Jared làm hòa với mẹ. Sáng hôm sau, họ đón bà cụ về nhà. Vừa đúng lúc đám tiểu tiên đưa bố bà về đoàn tụ với con gái. Ông nói vì Moon Garage đã chết nên chúng nó cho ông đến thăm bà lần cuối. Gọi là lần cuối vì nếu ông ở lại đây, Arthur sẽ tan thành bụi do quá già, nên chỉ về được một lần mà thôi. Thế thì đơn giản mà, để bà đi cùng ông luôn. Bà cụ cầm lấy tay bố mình, biến trở lại thành đứa trẻ năm xưa. Đám tiểu tiên đưa hai người về vùng đất bí mật, để hai bố con sống hạnh phúc bên nhau. Bốn mẹ con nhà Jared cũng về lại nhà, bắt đầu một cuộc sống mới, hòa thuận và vui vẻ hơn, nhất là sau những chuyện vừa qua. Và tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.